Cô Phương và BBC News tiếng Việt xin kính chào các vị khán thính giả. Thưa các quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị theo dõi một chương trình cập nhật về virus corona với sự tham gia của bác sĩ Phạm Hoàng Anh từ Hà Nội. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Anh có một đôi lời giới thiệu về bản thân mình và lời chào tới khán thính giả của BBC News tiếng Việt ạ. Xin chào các anh chị ở BBC News tiếng Việt và xin chào quý thính giả. Tôi là bác sĩ Hoàng Anh. Bây giờ thì hiện nay thì tôi đã nghỉ hưu. Trước đây thì tôi làm việc cho một bệnh viện ung thư, bệnh viện K Hà Nội. Sau đó chuyển sang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ của Canada và tôi nghỉ hưu được 2 năm. Cho nên là thực tế thì tôi được mời tham gia hôm nay thì cũng rất là vui và sẵn lòng chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà với tư cách, bây giờ là tư cách một người dân rất là quan tâm đến tình hình sức khỏe cộng đồng cũng như là một người dân như có một chút kinh nghiệm làm trong vấn đề y tế công cộng. Thế cho nên là cũng rất là sẵn lòng chia sẻ, nhưng mà mặt khác cũng rất là mong các quý vị khán giả là lượng thứ nếu như trong các cái thông tin mà tôi trình bày hoặc phát biểu có cái gì chưa chính xác. Xin được hỏi ngay lập tức Xong ạ. bác sĩ Phạm Hoàng Anh, đó là qua cái theo dõi cập nhật thông tin ấy, thì cái tình hình coronavirus ở Việt Nam hiện nay thế nào ạ? Chẳng hạn như là các cái ca nhiễm thì ra sao, rồi thì cái tình hình chống dịch thế nào ạ? Tình hình càng ngày dường như là cái số ca nó tăng lên càng nhanh, và như các chuyên gia dịch tễ dự báo thì đây là cái giai đoạn trong 2 tuần tới là cái giai đoạn rất là căng thẳng của dịch, bởi vì là cái số ca trong số những ca đã phát hiện thì đã có những người không phải là từ ngoài vào, tức là không phải là những ca đi từ nước ngoài vào mà đã lây nhiễm từ trong ngay ngay trong nước, tức là tiếp xúc với những ca mắc bệnh và lây nhiễm. Thế thì và đặc biệt nguy hiểm là đã có những cái trường hợp nhiễm lại trong cán bộ y tế. Thì đấy là những cái vấn đề đáng quan ngại trong cái thời điểm hiện nay. Và như các chuyên gia dự báo thì tôi thì không được tiếp cận với những cái thông tin đó, nhưng mà được đọc qua Facebook và trên trên thông tin đại chúng thì biết rằng là có những một nhóm những cái chuyên gia về dịch tễ, về các nhà toán học và các nhà tin học hiện nay đang giúp cho chính phủ và Bộ Y tế để lên những cái dự báo, và những cái dự báo này được cập nhật thông tin từng giờ, cho nên tôi nghĩ rằng là những cái dự báo của Bộ Y tế và của chính phủ là khá là tin cậy về mặt kỹ thuật. Thế thì theo những cái dự báo thì chúng ta được biết rằng là trong 2 tuần tới là tình hình sẽ rất là căng thẳng, và chính phủ đã đưa ra những cái khuyến nghị cho người dân là không được ra ngoài, và nói chung là mọi người trừ những cái nhu cầu phải di chuyển do những cái nhu cầu rất là thiết yếu, ví dụ như là đi mua thức ăn hoặc là khám chữa bệnh hoặc là có những cái vấn đề gì thiết yếu thì mới ra khỏi nhà. Còn nói chung thì khuyên khuyến cáo mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên thì ở lại trong nhà, mặc dù là thời tiết thì đã ấm lên và đấy là những cái điều cũng là những cái thuận lợi hơn cho việc chống dịch, nhưng mà kinh nghiệm của những cái nước ở gần xích đạo thì dịch nó cũng không, con virus này nó cũng không quá gọi là e ngại gì cái nhiệt độ thời tiết, có thể là nó sống trong môi trường ngắn hơn, nhưng mà cái việc lây nhiễm trực tiếp từ người sang người là nó vẫn diễn ra. Thế cho nên là đấy là những cái yêu cầu của chính phủ, và do cái việc là xuất hiện những cái điều mà quan ngại là ở bệnh viện Bạch Mai thì đầu tiên là có 2 ca là 2 nữ điều dưỡng, và có một cái điều không hay là cho tới ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết là có thêm một bác sĩ nữa nhiễm, và đặc biệt là có một bệnh nhân đã điều trị ở bệnh viện Bạch Mai và trên đường trở về nhà ở Lào Cai thì sốt, và khi về đến nhà thì ở trên đó người ta cũng chẩn đoán ra là bị nhiễm virus corona, và như thế nghĩa là người bệnh người ta nghi rằng là nhiễm ở bệnh viện Bạch Mai. Và hiện nay là bệnh viện Bạch Mai đang, chúng ta biết là bệnh viện Bạch Mai là một cái trung tâm y tế rất lớn mà điều trị không phải chỉ những bệnh truyền nhiễm. Ở trong bệnh viện Bạch Mai thì viện viện y học nhiệt đới trung ương thì nằm ở trong khuôn viên của bệnh viện Bạch Mai, nhưng mà bệnh viện Bạch Mai là một cái bệnh viện đa khoa nội lớn nhất vào diện lớn nhất Việt Nam, mà có những chuyên khoa rất là quan trọng, ví dụ như là tim mạch hay là lão khoa
hay là xương khớp chẳng hạn, đấy là những cái chuyên khoa đầu ngành của Việt Nam về nội khoa. Thế mà rất là nhiều bệnh nhân và bác sĩ làm việc ở đấy. Nếu mà lây lây nhiễm, nếu mà chúng ta không dặn chặn được cái sự lây nhiễm trong bệnh viện Bạch Mai thì nó đe dọa đến cái vấn đề an ninh và sức khỏe của cán bộ y tế cũng như là những người bệnh nằm ở các cái chuyên khoa khác, và đấy là cái điều rất là đáng lo ngại tại thời điểm này. Thì Bộ Y tế đã lập một tổ công tác đặc biệt để chuyên trách về cái vấn đề giải quyết này, và chúng tôi cũng biết là Bộ đội hóa học đã được huy động để làm vệ sinh toàn khuôn viên bệnh viện, và tôi cũng nghĩ là sẽ có rất là nhiều biện pháp quyết liệt được áp dụng để nhanh chóng lập lại cái sự an toàn ở cái môi trường làm việc ở bệnh viện Bạch Mai. Một cái điều trong cái diễn biến của dịch thì tôi thấy rằng là bắt đầu là chúng ta cho đến cái giai đoạn một tuần trước đây, chúng ta tập trung rất nhiều vào việc chặn dịch ở các cái cửa khẩu biên giới, sân bay, các cái sân bay quốc tế. Thế nhưng mà cho đến diễn biến trong một tuần vừa rồi thì các cái trường hợp lây nhiễm, một số trường hợp bị dương tính nhưng mà chúng ta đã không 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 phát hiện được ngay ở ở sân bay, và họ đi về cộng đồng, và họ sau đó bệnh mới xuất hiện, sau đó họ mới được chẩn đoán và họ đã kịp lây nhiễm cho tạo ra những cái ổ dịch cộng đồng. Thì chúng ta được biết là đặc biệt là cái vụ, ví dụ như cái vụ lây nhiễm ở quán Ba Buddha ở thành phố Hồ Chí Minh là một cái trường hợp rất là đáng ngại. Hay là ví dụ những cái bệnh nhân mà của ngày hôm nay xuất hiện, thì khi mà tôi đọc cái thông tin thì tôi thấy rằng là tất cả các bệnh nhân này là đi lại rất là nhiều. Ví dụ như bệnh nhân 150, bệnh nhân ở trong thành phố Hồ Chí Minh đấy, Tân Định thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì anh ấy về và anh ấy thậm chí là có tiệc gia đình rồi tiệc bạn bè rồi đi đến các cái cuộc hội họp, rồi nghĩa là giống như cái bệnh nhân 121, tức là tiếp xúc với rất nhiều người. Thế thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là liệu chúng ta có thể phát hiện được hết cái F1 của bệnh nhân này hay không, là một câu hỏi rất là đau đầu và rất là quan trọng. Nhưng nếu mà không không ví dụ như chúng ta không không tìm được hết những cái người F1 thì có nghĩa rằng là cái sự có thể trong số đó có những người đã lây nhiễm và nó sẽ lan ở trong cộng đồng, thì cái điều ấy nó rất là nguy hiểm. Và cho đến nay thì chúng ta đã biết rằng là Việt Nam đã qua đã chuyển sang cái giai đoạn mà có dịch lan ở trong cộng đồng rồi, đã có những trường hợp không phải lây trực tiếp từ không phải lây từ không phải mang dịch bệnh từ nước ngoài về nữa, mà lây từ những người do tiếp xúc với những người bị bệnh trong nước. Thế nhưng mà trong những cái tin tức ấy, thì tôi thấy rằng là ví dụ chính quyền các cái thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì đều dường như đều đưa ra những cái biện pháp rất là quyết liệt, ví dụ khuyến cáo mọi người dân phải trong nhà. Tuy nhiên tôi thấy rằng là tất cả mới chỉ dừng ở khuyến cáo và yêu cầu và đề nghị. Mà so sánh với các nước, nhiều nước trên thế giới thì người ta quyết liệt hơn nhiều. Ví dụ như là người ta phải có những cái xử phạt rất là nặng, ví dụ ở Nga chẳng hạn. Tổng thống Putin thì nói rằng là người dân hãy hoặc là sẽ bị phạt 15, hoặc là ngồi ngồi cách ly 15 ngày, hoặc là bị phạt 15 năm tù. Thế thì đấy là những biện pháp rất là quyết liệt. Có thể là chúng ta cũng không cần thiết phải làm đến căng đến mức như thế, nhưng mà nếu mà chỉ kêu gọi sự tự giác của mọi người thì tôi thấy là điều rất là đáng ngại, bởi vì là ở Hà Nội cái hôm đầu tháng ấy, thì trên phương tiện thông tin đại chúng chắc là các bạn đã chứng kiến là người dân đi lễ ở phủ Tây Hồ đông như thế nào, và rất là nhiều người không đeo khẩu trang và đứng, họ không hề giữ cái khoảng cách mà các cơ quan y tế đã khuyến nghị là cái khoảng cách giữa người với người là khoảng 2 mét, thì hầu như là không thể, ở đấy là họ đứng chen vai thích cánh. Thế hay là một cái cảnh khác cũng được đăng trên báo, trên trên Facebook, là một người người ta đã chụp được cái ảnh mọi người là ở quanh một cái hồ, mà có một cái sự kiện gì đấy ở cái hồ. Người Việt Nam mình từ trước đến nay có cái thói quen là rất gọi là rất hay tò mò. Thế là khi có bất kỳ một cái sự kiện gì, một cái việc gì xảy ra, một người ngã thôi thì là chỉ lập tức vài phút sau là đã tạo thành một đám đông rồi. Thế thì ngay trong những ngày dịch bệnh này thì cái thói quen đấy vẫn cứ dường như là xảy ra mà người ta chưa thay đổi được cái hành vi đấy. Thì đấy là cái điều rất là đáng ngại. Chúng tôi có một câu hỏi tới bác sĩ Phạm Hoàng Anh bây giờ mà quý vị khán thính giả gửi đây, tức là hỏi rằng là không biết là trong bệnh viện Bạch Mai thì có thực sự là cái nội bất xuất ngoại bất nhập hay không? Cái này thì
Tôi thì tôi không có mặt ở đấy, những ngày này tôi tuyệt đối không ra khỏi nhà, thành ra là tôi không nắm được tình hình, không mắt thấy tai nghe được tình hình ở bệnh viện Bạch Mai và cũng không liên lạc với đồng nghiệp nào ở đấy để nắm được cái tình hình cụ thể. Nhưng tôi tin là bệnh viện Bạch Mai trước đây chúng ta biết rằng là cái viện y học nhiệt đới trung ương trong cái vụ dịch SARS đã rất là thành công trong việc cách ly, và nhờ có cái những cái gọi là những cái biện pháp rất là mạnh và những cái biện pháp can thiệp kỹ thuật tốt thì cái dịch SARS đấy không xảy ra một trường hợp lây nhiễm nào ở trong bệnh viện Bạch Mai. Thì tôi nghĩ rằng là những kinh nghiệm đó là còn lại, và lãnh đạo ban lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai chắc chắn là những người hiện nay đều là những người đã từng chứng kiến cái dịch SARS, và họ sẽ có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề này. Ngoài ra tôi cũng thấy rằng là chính quyền thành phố cũng rất là quyết liệt, và ai cũng hiểu rằng là lây nhiễm bệnh viện là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì rằng là ngoài câu chuyện đấy là một cái lực lượng gọi là lực lượng sống còn để mà chữa bệnh, khám chữa bệnh vào thời điểm này, thì họ còn là như, còn bệnh viện còn là một cái nơi mà thường là đông người, thường là tập trung đông người, cho nên nếu mà không không diệt được dịch ở đấy thì tôi nghĩ là rất khó. Tuy nhiên cũng phải nói là có một cái thách thức là bệnh viện Bạch Mai chúng ta biết là bình thường thì ra vào bệnh viện có bảo vệ, và bệnh viện có tới ba bốn cổng chứ cũng không phải là ít, nhưng mà tôi nghĩ rằng là vẫn có thể, nếu mà quyết liệt là vẫn có thể làm được, và tôi tin rằng là các đồng nghiệp bệnh viện Bạch Mai sẽ rút những cái bài học từ cái dịch SARS lần trước, và họ sẽ thực thi những biện pháp tốt để mà nhanh chóng lập lại cái trật tự ở bệnh viện. Cái điều đáng ngại, tôi nghĩ rằng cái chuyện lây nhiễm trong bệnh viện khó tránh, bởi vì thực ra chúng ta đã nhìn thấy ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc, ở Ý là cái việc lây nhiễm các bác sĩ làm việc với bị lây từ bệnh nhân là cái điều ấy nó giống như là cái nguy cơ của người lính sa trận thì bị thương và hy sinh là chuyện phải chấp nhận. Cái điều không thể nói rằng là an toàn 100%, rõ ràng đấy là một cái môi trường rất nguy hiểm. Thế nhưng mà cũng lại rất quan trọng là chúng ta phải bảo vệ cái sự an toàn cho những người gọi là chiến sĩ chủ chốt đấy. Thế thì cả hai điều đấy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không quá là hoang mang kinh hãi về cái chuyện rằng là có những cán bộ y tế đồng nghiệp của chúng ta lây nhiễm, nhưng chúng ta cũng phải hết sức là tôi nghĩ rằng là phải phải ngay lập tức tìm những cái sơ hở hoặc là những cái gì mà chúng ta còn có thể khắc phục được để cải thiện cái hàng rào chắn an toàn cho các thầy thuốc cũng như là cho bệnh nhân. Vâng, có câu hỏi đặt ra đấy, ở đây người ta hỏi là liệu là bệnh viện Bạch Mai đấy, cũng như là cái bộ phận về bệnh bệnh nhiệt đới đấy thì có trụ được không, hay là thất thủ, mà nếu trong trường hợp không trụ được mà dùng cái từ thất thủ thì cái hậu quả nó có thể sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng là cái điều ấy thì rất là đúng là rất là khó khăn rồi, nhưng mà chúng đấy là một cái nó giống như trong một trận đánh, đấy là cái đồn bốt mà vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta mở được cái cửa hoặc là nếu mà chúng ta mà bị thất thủ ở đấy thì có nghĩa rằng là cái trận đánh của chúng ta sẽ rất là khó khăn ở giai đoạn tiếp theo. Thì tôi nghĩ rằng là cái nguy hiểm không phải chỉ xảy ra với những bệnh nhân COVID đâu, mà tôi nghĩ rằng là cái nguy hiểm là còn xảy ra với những bệnh nhân ở những cái chuyên khoa khác, bởi vì chúng ta biết rằng là có những cái khoa cực kỳ quan trọng ở bệnh viện Bạch Mai như là A9 hay là viện tim mạch. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái nơi mà thực sự là những bệnh nhân đến đấy là những bệnh nhân đã rất là nặng, thường là rất là nặng. Và nếu họ phải nằm nội trú là rất nặng. Chứ còn nếu mà những bệnh nhân có thể cho về ngoại trú thì chắc là trước cái thời điểm xảy ra cái lây lan ở bệnh viện thì các bác sĩ người ta cũng đã tìm cách cho những cái bệnh nhân nào có thể ra viện thì ra rồi. Thế cho nên là những bệnh nhân còn nằm lại bệnh viện là những bệnh nhân nặng. Thế nếu mà nó xảy ra ở trong khuôn viên của bệnh viện Bạch Mai thì tôi nghĩ rằng là cái việc phải dập dịch là cực kỳ quan trọng. Cho nên là tôi cũng được biết rằng là Bộ Tư lệnh Hóa học là đã vào cuộc để giúp cho Bộ Y tế giải quyết cái ổ dịch này. Thành ra là tôi cũng rất hy vọng là mọi việc sẽ được tiến hành tốt, và tôi cũng rất là tin các đồng nghiệp ở đấy đã rất có kinh nghiệm với lại giải quyết cái dịch SARS trước đây. Thế thì tôi cho rằng là rất rất hy vọng, và tôi sẽ cầu nguyện cho cái điều này là Vâng. chúng ta sẽ dừng được cái khó ở bệnh viện Bạch Mai, tức là những bệnh nhân, những người người ta đến
trong cái thời điểm mà cái bệnh nhân ở Lào Cai ấy đến khám chữa bệnh thì họ cũng đến đấy, và có thể là họ cũng tiếp xúc với cùng một cái nguồn đấy, và họ đã đi về, và bây giờ chúng ta không biết họ ở đâu. Cái đấy là cái nó đã xảy ra rồi, và chúng ta khó mà gọi là chúng ta phải phải tăng cường cái việc tìm kiếm những cái trường hợp F1 đấy. cập nhật về virus corona và cái dịch COVID-19 đấy của VC News tiếng Việt với khách mời của chúng tôi là bác sĩ Phạm Hồng Anh tham gia từ Hà Nội. Và Phạm Hồng Anh đã có thời gian làm việc nhiều năm tại bệnh viện K Trung ương bên Việt Nam, và cũng đã có thời gian làm việc tại một NGO, tức là tổ chức phi chính phủ quốc tế đấy, là Health Bridge Canada. Vừa rồi thì bác sĩ Hoàng Anh có nhắc tới câu chuyện là cái lực lượng bộ đội đấy ạ, quân đội để trợ giúp đấy, thì cũng có ý kiến hỏi đây là lực lượng bộ đội quân đội trợ giúp thì rất là quý và thường là lực lượng rất là đông đảo, rất là quan trọng. Thế nhưng mà đến cái lực lượng đó thì không biết là có bảo vệ được hay không trước cái virus corona này, và nếu lực lượng đó mà bị nhiễm thì đến lượt nó nhiễm thì sẽ phải như thế nào, hệ quả ra làm sao? Tôi thì cũng 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 nghĩ rằng là huy động mà cũng có lẽ là Việt Nam mới làm được cái việc đấy, tức là huy động lực lượng quân đội vào cuộc, thì ngay từ đầu là các anh ấy không có lực lượng bộ đội biên phòng thì cái việc và các cái lực lượng quân đội khác hỗ trợ thì cái việc gọi là kiểm soát cái biên giới phía Bắc của chúng ta là cực kỳ là khó khăn. Nó đã vẫn còn đang khó khăn, nhưng mà đấy là nhờ một cái sự hỗ trợ rất là lớn từ phía quân đội. Thế và quân đội cũng chúng tôi cũng được biết rằng là trong cái việc mà tham gia vào phục vụ những cái người bị cách ly như thế này thì chúng ta đã huy động một lực lượng lớn, những các anh lính trẻ, lính nghĩa vụ và các cái trường sĩ quan, học viên các trường sĩ quan. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái gọi là cũng là một cái đặc điểm của Việt Nam chăng? Thế còn trong cái điều kiện hiện nay thì tôi nghĩ rằng là rõ ràng là quân đội là cái lực lượng phải được bảo vệ, cũng như là ngành y thôi cũng phải được bảo vệ, bởi vì đấy là những cái lực lượng rất là cốt yếu đối với quân đội, thì đấy là lực lượng bảo vệ an ninh của Tổ quốc. Thế còn đối với thầy thuốc thì đấy là bảo vệ sức khỏe của nhân dân, cho nên nếu hai lực lượng đấy mà bị tổn thương thì đều rất là nguy hiểm. Nhưng mà mặt khác họ lại là những người cũng rất Vâng. là quan trọng cho cái việc phòng dịch. Nếu mà chúng ta không có họ thì tôi cũng thực sự thấy băn khoăn, Vâng. không biết là làm sao chúng ta có thể mà giải quyết được những cái công tác hậu cần Bác sĩ có cho thể ngồi thấp được xuống mấy hơn một chục chút ngàn không ạ? người đang cách ly hiện Vâng. nay. Bác sĩ có Cho thể nên tôi nhìn nghĩ ngồi rằng là thấp cái xuống việc một chút ạ? mà đưa quân đội vào là có thể là trong hoàn cảnh này thì chúng ta phải chấp nhận, bởi vì trước mắt chúng ta không có cái cuộc chiến nào đang đe dọa ngoài cái những cái xâm lấn biên trên biển đảo, thì Vâng. không có cái xâm lấn đường bộ nào, thì như Vâng. thế nghĩa là bộ đội tạm thời đang được Vâng. giải phóng sức, không không phải tham gia chiến đấu, Vâng, thưa thì bác họ sĩ. có thể tham gia vào chống dịch. Vâng, thưa bác Nhưng sĩ, mà có cái cái vấn đề phải bảo vệ cho họ, tôi nghĩ là quân đội có một cái may mắn là họ là một cái môi trường kỷ luật rất là tốt, thường là kỷ luật hơn cái cộng đồng dân cư rất là nhiều. Tức là một cái điều lệnh hoặc là một cái quy trình nào đó được quy định thì mọi người từ sĩ quan đến binh lính là đều quán triệt và thực hiện tốt. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà để đưa những cái biện pháp về bảo phòng hộ cá nhân, những cái biện pháp như rửa tay hay là những cái nguyên tắc về rửa tay hay là tiếp xúc, nguyên tắc về rửa tay rồi các thứ, thì tôi nghĩ là chắc chắn là những người lính như là họ sẽ lĩnh hội được và lĩnh hội được và họ sẽ tuân thủ. Cái mà điều tôi thấy băn khoăn và với tư cách một người dân tôi cảm thấy là không yên tâm, đấy là cái mà chúng ta mới chỉ nhìn thấy cái sự gọi là cái cơ hội sử dụng cái sức lực của người lính. Tiếng người Việt mình có câu là sức nước sông công lính, thì đúng là chúng ta có một cái cơ hội là có một cái nguồn lực rất là lớn, nhưng mà chúng ta tôi cũng đang băn khoăn là nhìn thấy những cái hình ảnh mà đăng ở trên phương tiện thông tin đại chúng là các anh phải màn trời chiếu đất rồi ăn uống rất là kham khổ như thế, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải xem xét lại. Đây không phải là câu chuyện là phải 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 bồi dưỡng cho xứng đáng, mà ở đây câu chuyện là nếu chúng ta muốn giữ sức, muốn duy trì cái lực lượng đấy làm việc được lâu bền thì chúng ta cần phải quan tâm đến sức khỏe của họ. Tôi nghĩ rằng là đối với lực lượng quân đội thì tôi nghĩ cũng cũng nhà nước cũng nên xem xét để các anh có thể được thay phiên nhau làm việc, thay phiên Vâng. nhau có chế độ nghỉ ngơi và có chế độ ăn uống phải đủ. Tất nhiên tôi cũng hy vọng là quân đội thì từ trước đến nay vẫn bảo đảm sức lính thì cho ăn uống vẫn tốt, nhưng mà
Tôi cũng băn khoăn là trong những cái ngày mà quá gọi là tấp tập như thế này thì liệu cái việc như thế nào tôi không biết cụ thể, nhưng mà Vâng. tôi nghĩ rằng là cần phải quan tâm đến họ. Ở đây có một câu hỏi, tức là ở Việt Nam thì có tiến hành cái chủ động xét nghiệm hay là không? Chẳng hạn như là nước Anh, người ta cố gắng người ta làm cái chủ động xét nghiệm. Tất nhiên là không phải tất cả xét nghiệm là ai, nhưng mà họ rất là chủ động. Thì ở bên Việt Nam có như thế hay là không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Anh? À, theo tôi được biết thì do cái chi phí xét nghiệm rất là đắt, cho nên là hiện nay thì chúng ta chỉ xét nghiệm theo cái chỉ định của các cơ quan chức năng. Ví dụ như là những người nhập cảnh từ nước ngoài về thì phải được cách ly và được xét nghiệm trước khi cho trở lại cộng đồng, hay là những người đã bị dương tính rồi thì được xét nghiệm để theo dõi. Những người F1 cũng được xét nghiệm. Thế nhưng mà còn nữa thì xét nghiệm chung trong cộng đồng theo kiểu gọi là screening ấy, thì tôi nghĩ rằng là do, có thể tôi không biết được lý do cụ thể, nhưng mà có thể là do cái chi phí quá là cao thì chúng ta chưa làm được. Thế như Hàn Quốc là họ làm gần như là ở tất cả những cái nơi mà có cái dịch bùng phát là họ xét nghiệm toàn toàn bộ dân cư ở khu vực đấy, ví dụ như vậy. Thế thì họ làm được cái đấy bởi vì cái gọi là cái nguồn lực của họ rất là lớn. Còn ở Việt Nam thì cũng trước đây tôi nhớ rằng là tôi cũng có theo dõi cái con số về cái trường hợp xét nghiệm, và khi những cái ngày đầu, những cái đợt gọi là cái giai đoạn đầu của dịch, khi mà những cái trường hợp từ Trung Quốc trở về ấy, thì tôi nhớ rằng là con số xét nghiệm nó rất là ít ỏi, có hơn 1.000, cứ loanh quanh 1.500, 1.700, 1.800, thì tôi rất là băn khoăn bởi vì là con số quá nhỏ so với lại cái cộng đồng gọi là nhóm nguy cơ cao. Thì liệu là xét nghiệm như thế thì đương nhiên là dương tính, thì cái tỷ lệ dương tính thì nó trên một cái số xét nghiệm như vậy thì cái số người dương tính nó sẽ ít, bởi vì là chúng ta chỉ xét nghiệm được như vậy thôi. Thì về sau này tôi cũng hiểu vì cái chi phí xét nghiệm quá là đắt cho nên là không đủ nguồn lực để chỉ định rộng rãi. Nhưng mà tôi được biết là sau này thì chúng ta đã nhà nước đã, một là đầu tư nguồn lực tốt hơn, và cũng có những cái phương án nó rẻ tiền hơn, thì hiện nay là chúng ta cũng đã xét nghiệm được tương đối rộng rãi hơn đối với lại F1. Ví dụ trước đây những người cách ly là cách ly thôi, chứ còn phải có triệu chứng thì chúng ta mới xét nghiệm, còn bây giờ tôi cũng được biết là đều được xét nghiệm hết. Thì như thế là cái lượng xét nghiệm của chúng ta là sẽ rất là lớn, và cái chi phí cũng đã rất là lớn rồi. Thế còn nữa, còn làm chủ động ở trên cộng đồng nữa thì tôi nghĩ rằng là không rõ rằng là liệu là nguồn lực như nào, nhưng mà tôi nghĩ là khó, chắc là khó, bởi vì là nhà khó thì không thể nào mà có cách gì để mà bày ra được, thì đành phải là chấp nhận. Rõ ràng cái này nó cũng sẽ có cái nguy hiểm là nếu mà ngay cả khi xét nghiệm dương tính rồi, xét nghiệm có khi đến vòng 2, vòng 3 nó mới dương tính, thì cái xét nghiệm ấy nó chỉ được phần nào gọi là bảo đảm cái sự phát hiện được phần nào thôi, chứ còn nếu mà người ta không có triệu chứng, nhưng mà người ta hoặc là xét nghiệm vài ngày sau khi vào cách ly rồi Vâng. mới xét nghiệm thì người ta cũng đã kịp Vâng. kịp tiếp xúc với bao nhiêu người ở cái nơi cách ly. Đấy là một cái điều mà nói thật là tôi cũng còn băn khoăn, là ở những cái điểm cách ly thì hiện nay chúng ta như cái danh sách 5 bệnh nhân mà nhiễm trong ngày hôm nay chẳng hạn, thì phần lớn là họ đều được đi cách ly tập trung. Thế thì họ được đi cách ly tập trung như vậy có nghĩa rằng là họ ở, tôi biết là cái điều kiện của chúng ta không thể cách ly từng người một mà gọi là giữ khoảng cách, nhưng mà thực ra là giường trên giường dưới hoặc là trong một phòng thì cũng vài ba người, liệu là họ có duy trì được cái khoảng cách 2 mét như chúng ta nói, và liệu là có tập huấn cho họ về những cái kịp kịp thời Vâng. gian để mà tập huấn cho họ đầy đủ về những cái biện pháp phòng ngừa cá nhân không. Nhưng mà nếu không thì những cái trường hợp mà bị dương tính ở trong đấy thì những cái người ở cùng phòng với họ trở thành F1, và như thế cũng rất là đáng ngại, bởi vì là nếu như mà họ lại suốt cả một cái thời gian đầu một hai lần test họ lại âm tính, nhưng mà rồi đến lần thứ ba mới dương tính chẳng hạn, thì có nghĩa là trong suốt thời gian đấy là tiếp xúc với những cái người, rồi những cán bộ ở vòng ngoài nữa, họ những người mang cơm cho họ, hay là những người cung cấp dịch vụ cho họ, quần áo hay các thứ này khác tiếp xúc, thì đúng là cũng đã có huấn luyện, nhưng mà đảm bảo là chắc chắn là an toàn thì tôi thấy là cũng khó.
Cho nên đấy cũng là một cái điều điều mà thực sự là tôi cảm thấy là cũng băn khoăn về cái cách ly mà đông người hiện nay ở các cái điểm tập trung lớn, bởi vì cái điều kiện cách ly từng người một thì là không 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 thể. Thế thì cái băn khoăn về chuyện rằng là cái lây nhiễm nếu như có trường hợp dương tính, mà thực tế thì đây những cái trường hợp, năm trường hợp mô tả ở đây đều đã vào trại tập trung, vào cái gọi là trại cách ly rồi, và ở đấy họ đã tiếp xúc với những người khác rồi rồi mới phát hiện được là họ dương tính. Có nghĩa là những cái trường hợp mà đã tiếp xúc với họ sẽ trở thành F1 đấy, thì cái Vâng. đấy là cái cũng 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 rất là đáng ngại. À, vâng. Thế thì tới đây thì chương trình cũng đã mãn, chương trình cập nhật về virus corona và COVID-19 cũng đã mãn. Thì chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Anh, cựu bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện Ca Trung ương của Việt Nam đấy, đã tham gia bình luận tại chương trình này. Xin cảm ơn các quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. BBC News tiếng Việt sẽ tiếp tục cập nhật theo dõi cái tin về COVID này. Mời quý vị vào trang nhà chúng tôi thì chỉ bbcvietnamviet.com đấy, cũng như là kênh YouTube chúng tôi để tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.